mấp máp nhưng mạnh mẽ. 12 thí sinh của bước nhảy ngàn cân sẽ đột sắc cùng cuộc chiến giảm cân bằng chế độ tập luyện khắc nghiệt và nhảy múa cùng những vũ công tài năng. MC Hài Hước, Trấn Thành cùng ban giám khảo Dôn Huy Trần, Đàm Vĩnh Hưng và giám khảo đặc biệt sẽ đồng hành cùng họ. Đón xem bước nhảy ngàn cân 21:15 chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Tuần trước, 12 thí sinh đã đem đến cho khán giả một đêm ra mắt đầy cảm xúc. Cùng với âm nhạc và sự hỗ trợ của các vũ công chuyên nghiệp, họ đã tái hiện câu chuyện cuộc đời mình đầy ấn tượng trên sân khấu. Ngọc Khánh, Phương Yến và Tố Tố là ba thí sinh có tổng điểm cao nhất. Họ sẽ có một điểm cộng trong tổng điểm đêm nay. Bạn phải cho mọi người nhìn thấy được cái khả năng nhảy múa của bạn. Xuân Lộc, Mai Trang và Thùy Trang lọt top nguy hiểm nhưng không bị loại. Tuy nhiên, đêm nay, một thí sinh sẽ phải chia tay cuộc chơi. Đón xem bước nhảy ngàn cân ngay bây giờ. Hãy cùng chào đón 12 bé bự tươi trẻ và rạng rỡ của bước nhảy ngàn cân mùa thứ hai. Phương Yến, Nga Nguyễn, Mai Trang, Ngân Nga, Tố Tố, Thanh Hoài, Thùy Trang và Xuân Lộc, Ngọc Khánh, Lộc Vượng, Thái Sơn và Văn Thao. Chương trình bước nhảy ngàn cân đồng hành với nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thần. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Chương trình mang đến niềm đam mê nhảy múa cho tất cả những người bạn có những trọng lượng mà đáng kể và các bạn ấy đang muốn giảm cân một cách hiệu quả nhất. Và dĩ nhiên đến với chương trình thì các bạn ấy còn được tư vấn bởi những chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng và tập luyện để làm sao giảm cân một cách hiệu quả, thành công và khoa học nhất. Và giải thưởng của quán quân năm nay lên đến 500 triệu đồng. Và thưa quý vị, trải qua tuần lễ đầu tiên thì họ đã bắt đầu bước vào những cái quá trình luyện tập coi như là gắt gao của chương trình. Và thử thách đầu tiên dành cho 12 bạn đó là một bộ môn mà tôi nghĩ là quý vị và các bạn cũng ít có cơ hội được tham gia, bởi vì một cái buổi tập luyện của nó sẽ bằng 3-4 cái buổi tập gym. Đó là hai bộ môn kickboxing và Muay Thai. Không còn tập luyện với những máy móc đơn giản như thế này, mà nhiệm vụ của bạn hôm nay là ở đây. Bài tập của chúng ta sẽ là kickboxing và Muay Thai. Nhiệm vụ của bạn là phải vượt qua thử thách của sức mạnh, tốc độ và sự kiên trì. Rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Rất là sung sướng và hồi hộp, cảm giác rất đã, vừa ngạc nhiên vừa hơi sợ. Nó giống như một cái gì đó rất là mới lạ. Khuôn mặt của mình không còn cảm xúc nữa. Mình cảm thấy rất là mệt, nhịp tim mình tăng lên rất là nhanh. Mình thở không kịp ra hơi nữa. Rất là mệt và ức chế nữa. Hey. Hey.
toàn thân của mình là đau mỏi hết. Nhiều người cảm thấy rất là muốn bỏ cuộc, nhưng mà cứ động viên là ừ, vậy cố gắng, cố gắng. Rất là nghiêm ngặt. Và để vượt qua được những thử thách đó là cả một quá trình của tất cả 12 thí sinh của chúng ta. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay cũng là về điều này. Thưa quý vị, đó là chủ đề sức mạnh tiềm ẩn. Và bây giờ, Trấn Thành xin mời quý vị và các bạn cùng hướng mắt về quả cầu lấp lánh bên kia để gặp gỡ ban giám khảo. Xin được giới thiệu giám khảo John Reader, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và giám khảo khách mời của chương trình tuần này Lý Nhã Kỳ. Người phụ nữ kỳ. Rất là kỳ. Dạ. À, sao có thể mà xinh đẹp lâu như vậy được? À. Mà hôm nay lại còn giảm cân rất là đẹp nữa nha. Hôm nay Kỳ còn gầy hơn lần trước mà Thành gặp Kỳ nữa, đúng không? Đúng rồi, tại vì là trước khi mà Kỳ nhận làm ban giám khảo này á, tự nguyện là giảm cân. Nhưng mà không khắc nghiệt như các bạn. Hồi nãy mình coi clip xong mình sợ quá, mình muốn khóc luôn rồi. Cảm ơn Lý Nhã Kỳ đã đến với chương trình. Còn Thành xin được hỏi anh Đàm Vĩnh Hưng, cái cảm xúc của anh như thế nào khi mà anh theo dõi các bạn thí sinh của tuần lễ vừa rồi? Anh đánh giá chung về mặt bằng thí sinh năm nay như thế nào ạ? Hưng nghĩ rằng là các bạn ai cũng rất là dễ sợ. Khi mà các bạn vượt qua rất là nhiều những thí sinh khác vào chung cuộc 12 người thì các bạn phải có một cái khả năng rất đặc biệt, cộng với một số cân cũng vô cùng đặc biệt. Bắt đầu từ vòng này trở đi là sự chinh chiến bắt đầu sẽ lộ diện một cách rất là rõ nét. Hưng tin rằng là sẽ mang lại những cái khoảnh khắc thú vị cho người xem. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Thế còn John, chương trình của ngày hôm nay chủ đề là sức mạnh tiềm ẩn. Như vậy thì John có cái câu chuyện gì riêng của bạn, sức mạnh tiềm ẩn của John, chia sẻ để các bạn thí sinh lấy làm một cái kinh nghiệm, một cái câu chuyện cho mình không? Nói về sức mạnh thì mỗi ngày mình phải tìm một cái gì đó để... Cái gì là cái gì? Giống bây giờ nè, mình phải tìm một cái sức mạnh để ngồi làm ban giám khảo. Tại chừng nào mình ngồi ban giám khảo mình rất là run vì tiếng Việt của mình không tốt lắm. Chắc tâm thích, có... thích cái cách nói tiếng Việt của John đúng không? À ha, hiểu không? Phải khó khăn lắm mới hiểu được John đó. Ừ. Không sao, có Kỳ Kỳ để dịch lại, yên tâm. Kỳ dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt đi Kỳ. Kỳ nghĩ đây mới chính là sức mạnh tiềm ẩn của ảnh. Nghĩa là anh nói mà không ai hiểu, nó là ẩn rồi, quá, đúng không Kỳ. Anh? Có nghĩa là John Huy Trần có một khả năng là cứ nói cái gì là ai cứ hiểu theo cách của mình. Đúng rồi. Yes. Còn cái chuyện hiểu John hay không, cái chuyện của người ta. Xuất sắc John. Thank bạn you. Là người phát ngôn gây tranh cãi nhiều nhất trong năm nay. Yeah. À, thưa quý vị, Thành chia sẻ cái câu chuyện của Trấn Thành. Trấn Thành trước đây là cũng có một cái lần mà cái số cân tôi lên tới 78kg. Lúc đó chưa yêu Harry Won đúng không? Thật sự ra thì tình yêu không đóng góp gì cho chuyện cân nặng đâu quý vị ạ. Có. Bữa mới nói hai đứa rủ nhau đi ăn hoài lên ký. Đi xem phim cũng lên ký, ăn bóc con lên ký à. Nay Kỳ nói chuyện hơi kỳ. Không sao, sau đó động cơ nào giúp Trấn Thành giảm cân được như ngày hôm nay? Đó là mà lâu lâu mình nhìn thẳng vô gương mình hỏi, trời, ai vậy? Đây không phải là mình nữa rồi, tại vì lúc đó mình phải biết tức với bản thân mình. Và cái số ký mà Trấn Thành giảm được sau 2 tháng là từ 78 xuống còn 63kg. Và sau khi đó tới giờ là không bao giờ cho phép mình lên cân nặng nữa. Và hy vọng là các bạn thí sinh cũng sẽ cho mình một cái sức mạnh tiềm ẩn để các bạn bước ra khỏi cuộc thi là các bạn trở thành những nhân vật hoàn toàn khác. Và bây giờ, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra một thí sinh mà họ cho rằng tiết mục của thí sinh đó xuất sắc nhất trong tuần lễ vừa qua. Xin mời John và anh Đàm. Hưng với John đã có hội ý với nhau xem xét hết tất cả những tiết mục. Một tiết mục nó đầy đủ trọn vẹn nhất và mang lại cảm xúc cho ban giám khảo cũng như là khán giả có mặt tại trường quay và khán giả xem chương trình. Đó chính là tiết mục của Ngọc Khánh và Huỳnh Mến. Vâng, như vậy chúc mừng thí sinh Ngọc Khánh và biên đạo Huỳnh Mến là tiết mục được bình chọn từ ban giám khảo là tiết mục xuất sắc nhất tuần qua. Và quý vị khán giả dự đoán tiết mục này là xuất sắc nhất và được chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên, may mắn cũng sẽ nhận được một phần thưởng trị giá 10 triệu đồng từ chương trình. Và Trấn Thành xin được chúc mừng cho chủ thuê bao may mắn của giải thưởng 10 triệu. Xin chúc mừng quý vị. Vâng thưa quý vị, và bây giờ trước khi đến với phần dự thi của các bạn thí sinh, chúng tôi sẽ tạm nghỉ giải lao trong vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay và đừng chuyển kênh nha. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị thể lệ của chương trình năm nay. Đó là các bạn thí sinh sẽ tham gia dự thi và ban giám khảo sẽ đưa ra điểm số dành cho họ. Số điểm
trung bình của ban giám khảo sẽ là một phần trong tổng điểm của các bạn ấy. Quan trọng là các bạn ấy sẽ giảm được bao nhiêu cân sau mỗi tuần, và số lượng cân nặng được giảm đi cũng sẽ là số phần trăm được tính. Và tổng điểm của bạn nào thấp nhất của tuần lễ thứ hai này, bạn đó sẽ phải chia tay với chương trình. Và thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua thì Phương Yến, Ngọc Khánh và Tố Tố là ba thí sinh nhận được tổng điểm cao nhất. Như vậy, ba bạn ấy mỗi bạn sẽ được cộng một điểm cho tổng điểm của chương trình tuần này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên. Và đây là một ngạc nhiên bất ngờ dành cho ba vị giám khảo cũng như quý vị khán giả. Với một cái cơ thể được cho là cơ địa cực kỳ khó giảm cân và nằm trong top nguy hiểm của tuần lễ đầu tiên, nhưng tuần này bạn ấy vượt lên một trong ba thí sinh có lượng cân nặng được giảm cao nhất. Thưa quý vị, Mai Trang. Đối với 12 thí sinh của tụi mình á, thì có những động tác đẩy chỏ móc dưới móc lên hoặc là đầu gối, nó đòi hỏi rất là nhiều sức lực. Khi mình thực hiện cái động tác đá thì mình bị mất trung trụ, tí xíu nữa là té và chật dài, cực kỳ mệt. Nhưng mà mình cảm thấy là mình rất thích bộ môn này. Qua cái thử thách vừa rồi, mình cảm thấy là thể lực của mình đã được nâng cao lên một chút xíu nữa. Tuần vừa rồi á, mình thuộc thí sinh áp chót bảng. Mình rất là buồn vì trước đó mình đã nghe bác sĩ nói á, là trong cơ thể của mình á, lượng mỡ ít và lượng cơ rất là nhiều. Giảm cân cực kỳ khó, phải nỗ lực và tập luyện gấp 3, gấp 4 lần người khác. Hai cái tay mình hơi yếu, khi mà làm động tác chống đẩy phải chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể thì tay mình bắt đầu rung mạnh lên. Lúc mà mình ngừng lại thì mình cảm thấy rất là khó thở. Mình nói chung là cũng có biết nhảy một chút xíu trước khi bước vô chương trình. Mình hy vọng là tuần này á, mình sẽ là hoàn thành tốt bài thi, mà không phải là tốt bình thường mà là tốt nhất, để có thể là một cú loại ngược dòng. Với câu chuyện của cô bé khiếm thị và chú chó đáng yêu của mình. Cảm ơn hai bạn. Trời đất ơi, hóa trang hú hồn không? Mà em có thấy đường để em nhảy không? Mờ. Hơi mờ đúng không? Vậy là cũng thử thách lắm. Tôi thấy giám khảo Lý Nha Kỳ rất là xúc động với cái phần trình diễn này. Xin mời bạn. Em chinh phục chị bởi vì hồi nãy chị coi cái clip á, thì thực sự là ngưỡng mộ em, bởi vì giảm cân không phải dễ. Em đã lội ngược dòng. Em chinh phục chị. Em giỏi lắm. Để giờ chị đang say em rồi. Xây lý trí, xây tinh thần và xây cái duyên của em. Xin cảm ơn Lý Nha Kỳ. Chắc là cảm xúc cũng đang rất là dâng trào. John thì sao? John thấy sao? Thì tuần trước em là người cuối cùng đúng không? Vì giảm cân của mình thấp nhất. Và hôm nay em là người đầu tiên, thì chúc mừng em về cái điều đó. Tuần trước anh nhớ cái bài của em anh không thích nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay anh rất thích bài của em. Rất rất thích. Tại anh cũng nuôi con chó ở nhà. Và anh biết là dạy con chó ngồi và ăn uống kêu thì rất khó, mà em dạy con chó của em nhảy như vậy, tuyệt vời. So cute. Mà quý vị có xem tuần trước, thấy tuần này bạn ấy giảm mà mình nhìn thấy gầy hơn hẳn luôn. Đã biết giảm rất tốt, phấn đấu khủng khiếp. Anh Đàm anh ghi chép gần nửa trang giấy, tôi không biết là anh sẽ nói gì. Dạ xin mời anh ạ. Có lời chúc mừng đến
với Trang, khi mà em đã dành một sự quyết tâm cho bản thân mình và em phải giữ được nó cho tới suốt cả chương trình, cái điều này nó sẽ làm một động lực cho cả một tập thể phấn đấu. Và sự hy sinh tiếp theo nữa, một sự hóa thân, chịu chấp nhận trở thành một chú cún rất là dễ thương để cho một cô bé khiếm thị dạy dỗ điều khiển. Và cái sự hy sinh cho nghề nghiệp là em gắn talent vào trong mắt mình để mở ra để cho mọi người thấy rằng em đang bị khiếm thị. Cái điều này nó gây xúc động rất là lớn đối với anh, vì những người yêu nghề và dám dấn thân vào nghề mạnh mẽ như thế nào thì mới chơi kiểu như vậy được. Em đã đi tới tận cùng của vấn đề, đó là cái sự chịu chơi và sự hy sinh của em trong từng khoảnh khắc một. Thứ hai là bước nhảy của em hoàn toàn ổn. Khi em đeo kính, cả cái gương mặt của em nó có thần thái rất là rõ ràng. Nói chung là một sự mở màn rất xứng đáng. Xứng đáng hoàn toàn tất cả mọi thứ về kỹ thuật, về sự giảm cân, về cả sự phấn đấu của em. Đúng là đứa Trang giấy thì có khác đúng không quý vị? Rất là nhiều ý để nói về Mai Trang. Và rõ ràng thưa quý vị, bạn ấy đi vào cái tận cùng là bạn ấy đeo vào để gây cái cảm giác tại hiện trường, để mọi người thấy được cái điều đó nó sẽ gây tác động rất là mạnh đến cảm xúc. Cái thứ hai là quý vị thấy là bạn ấy nhảy ngoài là những động tác chuẩn và chắc ra, nó có cái thái độ hip hop, và cái đó là rất là khó có. Thưa quý vị, tiết mục đầu tiên đã biểu diễn xong và tổng đài cũng đã mở. Quý vị có quyền tham gia để dự đoán xem tiết mục nào đêm nay sẽ được ban giám khảo chọn là tiết mục xuất sắc nhất. Chúng ta soạn tin nhắn với cú pháp là BN, viết tắt từ bước nhảy. Ví dụ như Mai Trang và Minh Hiền là số 1. Quý vị hãy soạn BN khoảng cách 01 gửi về tổng đài 8369 để dự đoán và có cơ hội nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ chương trình. Cảm ơn hai bạn. Bây giờ là phần cho điểm. Xin mời điểm số từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Giám khảo Lý Nhà Kỳ 8 điểm. Và giám khảo John Huy Trần 7 điểm. Một sự khởi đầu cực kỳ thành công cho cả Minh Hiền và Mai Trang. Chúc mừng hai bạn. Và thưa quý vị, điểm trung bình đến từ ban giám khảo là 7,7. Và bây giờ là phần quan trọng nhất. Mời em bước về bàn cân. Liệu thí sinh có số lượng cân nặng được giảm thấp nhất ở tuần trước mà vươn lên dẫn đầu thì trong tuần lễ này con số ấy sẽ là bao nhiêu? Cân nặng cũ của bạn là 79,7 kg, cân nặng hiện tại 76,3 kg. Bạn xuống được 3,4 kg. Wow. Và phần trăm bạn nhận được là 4,3%. Tổng điểm bạn trong tuần lễ này là 12 điểm, cực kỳ cao. Chúc mừng bạn. Wow. Xuất sắc. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của thí sinh thứ hai. Một anh chàng nhỏ tuổi nhất mà gọi là bé bự nhất trong chương trình. Trọng lượng của huấn luyện viên chỉ bằng 1/3 của anh ấy. Và sẽ làm như thế nào đây để có một bài biểu diễn hay? Mời quý vị và các bạn cùng xem quá trình phấn đấu để đưa ra sức mạnh tiềm ẩn của Văn Thao. Lúc khởi động mình đứng cạnh chị Yến, hai chị em tập cũng sung, mình có vô tình làm chấn thương chị Yến vào khỉu tay, chị ấy khóc. Lúc đấy mình rất hối hận, mình có ra xin lỗi chị. Mình là người nhỏ nhất trong top 12 mà mình lại là người lặng nhất, làm cái gì cũng hậu đậu. Hôm mình tập thể lực không kìm được cái đà chạy, mình cũng có chạm vào người chị Trang làm chị Trang ngã ra. Lúc mình xuống mở cửa taxi thì tay mình lại chạm vào mũi chị Yến, làm chị Yến lại đau và chị khóc. Mình cảm thấy buồn và rất ân hận những hành động mình làm cho mọi người. Em xin lỗi tất cả mọi người. Tuần nhảy này mình đóng vai một gã khổng lồ xanh và bạn nhảy của mình đóng vai là người yêu gã khổng lồ. Hai người đang trong tình trạng chia tay và đến ngõ cụt. Và mình đã lấy sức mạnh tiềm ẩn trong con người mình để cảm hóa lại bạn gái, kết quả là hai người đã quay lại với nhau. Cảm nhạc của mình rất kém với mọi người. Tuần này mình sẽ phấn đấu tập tốt, nhảy tốt để được ban giám khảo cho điểm cao hơn. Tuần trước mình chỉ được có 5 điểm trung bình, mong rằng tuần này mình sẽ giành được 7 điểm.
quý vị Tố Như và Văn Thao. Hôm nay là lột xác đấy. Lần này bưng bê quăng liền chụp, quăng hất lên đá khạc. Hú hồn, xuất sắc. Quá giỏi, một tràng pháo tay cho sự khổ luyện thưa quý vị. Mà cái phối màu này với cái quần cam thấy bồ đá nữa nè. Cưng ha. Lý Gia Kỳ thấy thế nào về phần trình diễn vừa rồi? Trước hết là chị nghĩ rằng là em nên cảm ơn bạn diễn của em, người mà làm cho em tỏa sáng hôm nay. Người con gái nhỏ nhắn rất là tuyệt vời. Cái thứ hai là chị cũng biết rằng là cái khổ cưng nặng của em rất là lớn, có thể là lớn nhất trong các thí sinh. Tập trước thì chị cũng đã có coi. Lần này chị ngồi đây nhìn trực tiếp, chị thấy em hoàn toàn thấy khác, khác lắm. Và chị nghĩ rằng có lẽ là những gì mà em cảm thấy tự ti nhất thì bây giờ em đã tự hào để tự tin rằng là mình sẽ giảm cân được và mình làm được điều đó. Cảm ơn Lý Gia Kỳ và xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Xem clip của em phải xác nhận là rất chân thành và rất thật. Em nói hết tất cả mọi thứ về mình. Đúng như Văn Thao nói là cái nhạc cảm của em không tốt. Nhưng cái người biên đạo quá thông minh đã biết dùng những cái chiêu, những cái bưng bê hoặc là những cái điều lạ lùng để khiến cho người xem phải thán phục và phải quên hết tất cả mọi thứ. Cộng với sự hợp tác rất là dễ thương, nhìn nó đúng là một con khổng lồ bự đang chơi một con búp bê nhỏ xíu vậy, để mà người ta phải chú ý tới cái bài thi nhiều hơn. Và ngày hôm nay cái mong ước của Văn Thao là sẽ được giám khảo đánh giá cao hơn về bài thi của mình. Anh nghĩ là mong ước của em sẽ thành hiện thực đấy. Xin cảm ơn anh Đàm. Mời John. Anh Đàm Minh Hưng nói y chang cái ý của em. Em phải cảm ơn anh Minh Thiện. Tại cái bài này, Minh Thiện để chọn mấy cái động tác phù hợp với cái level của em. Đơn giản nhưng mà nó cũng ăn ý, nó cũng vô nghiệp. Lúc cái nhạc cao trào và em bắt đầu nhảy, anh rất là bất ngờ. Anh nhạc nhưng anh không nghĩ đây là Văn Thao. Có phải không? Không biết. Hả? Ừ, đó thấy chưa? Đó. Tôi đã nói rồi, phần bình luận gây tranh cãi nhiều nhất trong năm, tôi nói thiệt mà. Không, tại tuần trước là rất rất khác luôn. Cũng là mấy cái động tác đơn giản mà em không có làm được. Xong tuần này anh rất là sợ cho em. Nhưng một cái tốt là trong cái chương trình này thì 50% điểm nó đến về cái... giảm cân. Giảm cân. Và 50% về cái bài này sẽ cao. Cảm ơn John. Thưa quý vị, tôi mượn lại một câu nói của anh Đàm đã nói nhiều năm về trước mà tôi nhớ tới bây giờ. Một người nghệ sĩ có thể thành công được hay không thì chúng ta phải biết che giấu đi những cái điều chúng ta làm xấu. Và đây là một cái trường hợp đó, bạn ấy biết cách để khỏa lấp đi những cái khuyết điểm của cơ thể và tôn vinh chính bản thân và cái khả năng của mình. Và bên cạnh đó cũng là giảm cân hiệu quả và thành công. Một lần nữa chúc mừng cho Văn Thao và Tố Như. Quý vị hãy bình chọn cho họ, soạn BN khoảng cách 02 gửi về 8369 quý vị nha. Bây giờ là điểm số của giám khảo. Xin mời anh Đàm. Wow, 8 điểm. Tôi tin chắc hai tiết mục đầu tiên sẽ là hai tiết mục gây áp lực cho những thí sinh còn lại. Giám khảo Lý Nha Kỳ vào 8 điểm. Và giám khảo John Huy Trần. Ừ, 6, ừ. Hả? Có nhầm không? Có nghĩa là... Không hiểu tiếng gì hay là cao. Hiểu số. Có chân nhầm, nhầm, đó. Cao hơn tuần trước. Tuần trước là không. Đúng là giám khảo chuyên môn có khác, đúng không? Giám khảo chuyên môn khó lắm. Khó lắm luôn đó. Em, mục tiêu phấn đấu của em là ai? Trong ba người em nói đi, em có mục tiêu rồi đó. Em sẽ cố gắng chinh phục cả ba ban giám khảo đều được giành giọng cao. Dễ sợ thiệt. Như vậy điểm trung bình của bạn là 7,3 đến từ ba vị giám khảo. Và bây giờ mời bạn tiến về bàn cơm. Quý vị và các bạn thân mến, cân nặng đầu tiên của bạn là 127,8kg. Và cân nặng hiện nay là 122,7kg. Wow. Bạn giảm một lúc được 5kg. Phần trăm bạn nhận được là 4%. Tổng điểm 11,3. Chúc mừng bạn. Văn Thao bạn quá giỏi. Vâng thưa quý vị, và bây giờ là thí sinh thứ ba, là một bà mẹ một con. Và chuyện gì sẽ xảy ra với bà mẹ một con và làm sao để cô ấy có thể theo kịp các bạn thí sinh trong cùng một cuộc thi như vậy? Đó là cả một vấn đề. Xin một tràng pháo tay để chào đón Phương Yến. Khởi động xong mình đứng quá gần Thao ấy, Thao không để ý nên đã đấm thẳng vào tay của mình ấy. Ôi cảm giác rất là đau, khóc luôn.
Mà mai mình sẽ phải tập nhảy, mình sẽ phải tập gym liên tục nữa mà bị chấn thương như thế này ấy. Mình cảm thấy rất là tức thao. Chưa bao giờ mình được đeo găng cả. Cảm giác là muốn tập ngay. Mình béo ấy, đá chân lên nó không được nhanh. Mà phải đá liên tục, đấm liên tục, không được nghỉ. Người ta đi làm hàng ngày 8 tiếng ấy. Mình đi tập hàng ngày 8 đến 10 tiếng. Vấn đề lớn nhất của mình ấy, đó là mình nhớ con, nhớ chồng, nhớ gia đình. Con mình còn rất là nhỏ, mình chỉ sợ là con mình quên mặt thôi. Vì năm trước chị Huyền Thanh ấy, con chị về không nhận ra ấy. Lúc nào mình mà tập bài các thứ xong, tranh thủ mình gọi video call về cho hai bố con ấy. Hôm nào bận quá không gọi được thì mình sẽ nhắn tin bảo chồng là cho con xem clip của mẹ với cả con ấy, để cho con không quên mặt mình ấy. Bài nhảy của mình thì mình có thể theo động tác của bạn nhảy của mình được. Nhưng mà để mà ra được cái chất của hip hop này thì mình vẫn chưa cảm được. Đây là một chướng ngại rất là lớn. Mình cảm thấy cũng hơi tự ti về nhảy hip hop của mình. Phi Hải và Phương Yến. Hôm nay bạn gầy đi thấy rõ luôn. Em thành công rồi đó nha Cưng nha. Quý vị hãy bình chọn bằng cách soạn tin nhắn BN khoảng cách 03 và gửi về tổng đài 8369 nếu như thích tiết mục của Phương Yến. Bây giờ là phần bình luận của ban giám khảo. Xin mời anh Đàm ạ. Anh thật sự là cảm động cái câu chuyện mà em chia sẻ là lo sợ con gái sẽ quên mặt mình. Đây là một cái sự giằng co đấu tranh rất lớn giữa trách nhiệm của người mẹ và mình muốn tìm lại bản thân mình. Rất là thấy thương. Như em nói là em không có cảm mấy về cái hip hop. Anh lại thấy ngược lại. Từng cái chi tiết, những cái dằn ở trong nhạc á, em làm theo nó cực kỳ chính xác luôn. Ngay cả chi tiết nhỏ em nắm cái áo của Phi Hải thôi, em cũng dằn theo cái tù ti trong nhạc á, nó cũng rất là khớp. Và cái mặt của em nhé, thần thái, cái sự kiêu hãnh của em khi mà em thắng được cái người huấn luyện viên dạy yoga của mình. Và em không nên tự ti như vậy nữa. Em rất hợp với cái kiểu chơi này đấy. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng và xin mời John. Trong cái bài này thì cái nhạc nó rất là thu hút, nó rất là hay. Và cái câu chuyện này anh cũng thấy nó thú vị. Em đang làm hết sức hết mình. Nhưng mà vì cái nhạc này nó nhanh, rất là nhanh. Nó có nhiều lần lúc tụi em nhảy mấy cái tổ hợp chung đó, nó chưa đều lắm. Và mấy cái động tác của em, anh cần nó chắc hơn. Tại cái động tác nó nhanh như vậy và cái tay của mình nó không chắc, nó nhìn nhão nhão hay gì đó. Nhão nhão hả? Ừ. Đúng không? Thì nó phải chắc hơn nhá. Cảm ơn John. Thế còn Kỳ thì Kỳ thấy sao? Kỳ thì Kỳ thấy rằng là anh John đúng là khó tính. Anh biết không? Tại vì người ta là từ một người thường mà người ta đúng nhảy rồi. Được như vậy. Trời đừng có ơi. Nhìn họ với con mắt một dancer chuyên nghiệp đúng không? Đúng rồi. Khó. Trong cánh gà, Kỳ nói John hay là Kỳ này John cũng dạy cho Kỳ để mùa sau Kỳ cũng tham gia. Tại anh mà dạy Kỳ á, là Kỳ còn nhão hơn cái cô đó đó. Bởi vậy anh đừng nhìn cặp mắt vậy tội nghiệp cổ. Hai đứa tự nói chuyện tự hiểu. Nó nghe nè, lát nữa mình lấy ly cà phê mình ra quán ngồi ha. Ừ. Cùng đồng cảm với chị là mình cũng là một người phụ nữ thì nghe chị nói rằng là chị chơi cái chương trình này và chị rất sợ con mình quên nên chị tranh thủ. Cộng thêm là biết rằng là để có được
buổi biểu diễn hôm nay thì chị cũng đã bị tai nạn. Mà thực sự hip hop không phải là dễ, vì cái cường độ nhanh rồi động tác phải dứt khoát. Một cái cân nặng như chị mà chị xuống rất là nhẹ. Mình mà bữa nay soạt chân cao lên nữa. Chị yên tâm đi, anh Hưng và Kỳ về phía đội chị, anh John bỏ qua. Quan trọng lắm đó. Có nghĩa là sau một thời gian nói chuyện nửa ngày trời, vẫn vậy Đàm Vĩnh Hưng. Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra như vậy nè, những cái sự khó khăn của John á, chính là cái động lực vô hình do các thí sinh có cặp những bài mắt, thi tốt cặp hơn. Cặp mắt của người thầy, còn anh em mình là cặp mắt người bạn thôi. Người nghệ sĩ, người nghệ sĩ thôi, người thầy thôi, thông cảm. À vâng, thưa quý vị, câu chuyện về ba người này sẽ còn sau ở phần cà phê ở sau trường quay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần điểm số của họ. Anh Đàm khen quá thì sẽ là bao nhiêu đây? Anh không có khen quá nha, anh khen vừa phải nha. Khen vừa phải thì điểm cũng vừa phải là 7 điểm. Chúc mừng bạn. Còn Lý Gia Kỳ thì sao? Ủng hộ chị. 8 điểm luôn. Còn John Huy Trần. Thầy nói vậy chứ thầy cho điểm cao á. Thầy điểm. Thầy nói vậy thôi chứ thầy không có nợ xuống tay. Dạ, thưa quý vị, những nhân vật đóng vai phản diện sẽ còn sống nếu như cuối phim họ biết ăn năn hối lỗi. Dạ, thường là thế. Hay, câu này hay. Thưa quý vị, điểm trung bình của bạn là 7.3 đến từ 3 vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần cân. Xin mời bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cân nặng đầu tiên của bạn là 79.8 kg. Và cân nặng bây giờ là 76.7 kg. Bạn xuống được 3.1 kg, tương đương với 3.9%. Tuần trước bạn được cộng thêm 1 điểm nữa. Như vậy, tổng điểm bạn là 12.2. Chúc mừng bạn. Wow. Sẽ có một người cho bạn một cái ôm ngay bây giờ. Và nhân vật đó là một nhân vật cô đã giảm cân rất thành công. Và cô ta đã giữ được cái cân nặng của mình sau khi rời cuộc thi với một giải thưởng rất là cao, là Á quân của cuộc thi. Chúng tôi xin mời bạn sẽ nhận lời động viên đến từ Huyền Thanh, Á quân của Bước Nhảy Ngang Cân mùa 1. Xin mời. Thưa quý vị, đây là những cô gái đã có gia đình và đã có con. Và bạn cho tôi biết một cái cảm xúc của bạn cũng như một lời khuyên của bạn đối với các thí sinh của năm nay. Thực ra là khi mà em ngồi đây em xem chương trình năm nay thì em thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì là trình độ năm nay của các bạn quá cao. Về cân nặng các bạn cũng lớn hơn, nhưng mà trình độ nhảy rồi cách khả năng kiểm soát cơ thể của các bạn đều rất là ổn. Và em cảm thấy là nghị lực của các bạn năm nay cũng rất cao độ. Bạn nào cũng đều có cơ hội sẽ là người đi đến cuối cùng chặng đường. Em chúc rằng là tất cả các bạn đều giữ vững được cái sự quyết tâm của mình, đi đến cuối chặng đường và đừng nản chí, đừng bỏ cuộc. Xin cảm ơn một tràng pháo tay nữa cho sự xuất hiện của Huyền Thanh trong trường quay ngày hôm nay, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ quay trở lại với chương trình là thí sinh thứ tư. Câu chuyện của bạn sẽ là câu chuyện về tình cảm mẹ con giữa hai nhân vật mà gọi là huyền thoại luôn á. Đó là hai mẹ con Cám. Câu chuyện này sẽ được kể như thế nào đây? Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của thí sinh Ngân An. Với mình thì bài khởi động nó giống như bài tập thực sự. Mỗi lần chạy như thế cảm giác là rất là mệt, muốn ngừng lắm, nhưng mà các anh thì cứ cố lên chạy nữa đi. Các anh bắt mình là phải đấm nhanh, đấm mạnh, đấm liên tục, đá liên hoàn luôn. Nhiều khi cảm giác không thở được luôn, rất là mệt và ức chế nữa. Có những lúc tức quá, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Tuần này thể loại mà chương trình đưa ra đó là hip hop. Anh Nhật Anh đã đưa ra một câu chuyện sức mạnh tiềm ẩn của hai mẹ con nhà Cám. Cơ thể của mình, phần chân, phần đùi, phần mông của mình nó không được linh hoạt cho lắm. Lúc muốn sang trái thì cái mông nó cứ sang phải, muốn lên thì nó xuống dưới, không chịu theo cái sự điều khiển của mình. Tuần này mình sẽ cố gắng dồn hết sức lực trong cả bài nhảy, có thể khiến cho tất cả các vị giám khảo đều hài lòng về bài nhảy của mình. Oh,
kìa. Dễ thương quá, hai mẹ con đi va. Nhật Anh và Ngân An. Duyên dáng. Bây giờ tôi không biết là quậy như quậy cám heo là sao rồi. BN khoảng cách 04 gửi về tổng đài 8369 nếu như quý vị thích mẹ con nhà cám. Thưa quý vị, xin mời John. Trong một tuần em thay đổi 180 độ luôn. Từ cái gương mặt, cái cách diễn, cái động tác của em, cái sức mạnh của em, mọi thứ em làm trong cái bài này nó rất là tuyệt vời. Nó có nhiều cái anh thích trong cái bài này, cái mấy cái bưng bê em cầm trên cái vai và em quay xong em lộn qua cái vai. Và cái động tác anh thích nhất là lúc hai bạn lắc cái mông, hai cái mông nhìn đều với nhau, anh không biết ai đang thi luôn đó. Còn Lý Nhất Kỳ thì sao ạ? Một tiết mục xuất sắc. Nghĩ rằng là không phải thí sinh, đúng như anh John nói, rất là chuyên nghiệp, nhất là thích nhất là lắc mông. Tưởng đang là đang coi một cái show, một show diễn. Tôi xin đính chính một chút xíu với quý vị, đó không phải là lắc mông, mà chúng tôi gọi bằng thuật ngữ chuyên môn của nhảy múa gọi là đánh mông. Vâng. Okay. Lắc là chị lắc qua lắc lại, còn đánh là đi, quay lại đi. Đánh là đánh, còn lắc là lắc. Yeah. Có đúng là Trương Thành đang đánh mông hay là vả mông? Không, tôi thì nó trộn lẫn, nó kỳ lắm. Trộn lẫn đúng không? Anh Đào phía sau. Mọi người có thấy là Hưng nói có sai không? Trấn Thành có rất là nhiều khả năng đặc biệt. Cũng lại là người tiềm ẩn luôn anh à. Hay lắm. Nè mọi người ở trường quay nhìn kỹ. Quay vòng đi. Người mẹ đi. Ủa? Trời ơi. Xin lỗi. Mẹ đứng gần Trấn Thành thì đỡ. Có giống Trấn Thành không? Y chang Trấn Thành lúc dạ gái. Yeah. Sao nở lần nào hại em vậy trời? Thiệt, giống thiệt mà. Có nghĩa là cái độ ác trong mặt em có đó Thành. Đỡ, trời ơi, chang. Thấy không? Cái vòng 3 cũng giống. Yeah. Đúng rồi. Em nhìn xem. 3 phần thi trước, ai cũng có ghi, nói xuống rất rõ ràng. Phần của em anh không có ghi được cái gì hết trơn đó. Anh lo coi không đó. Mê lắm. Rất là dễ thương. Một cái sự tính toán đặt nhân vật cổ tích vào trong một cái giai điệu. Đây là một cái sự tương phản mà tưởng chừng như không bao giờ là lại gần nhau được. Nhưng tụi em đã làm được nó còn hơn như thế nữa. Anh chỉ muốn nói với em rằng là Ngân An, cái câu nói mà em xách vali đi về sai bét rồi. Em phải đi sâu hơn nữa cơ. Vâng, chúc xin cảm ơn anh. Tụi em là quá xứng đáng, không còn biết nói gì nữa. Cho điểm thôi. Mời John. 8 điểm. Mời Lý Nhật Kỳ. 9 điểm. Lần đầu tiên có một con chín trong mùa giải năm nay. Xin mời anh Đàm. Chín luôn. Xuất sắc. Không còn phải nói nữa. Gần như là tuyệt đối rồi. Thưa quý vị, 8,7. Còn chân dây nữa. Phóng lên cân. Mời em. Trấn Thành sẽ được thông báo nhẹ. Nhân vật này là nhân vật giảm cân thành công nhất tuần này. Wow. Với cân nặng cũ 95,5kg và cân nặng hiện nay là 91,2, giảm được 4,3kg và phần trăm nhận được là cao nhất từ các thí sinh, đó là 4,5%. Tổng điểm của bạn là 13,2 điểm. Wow. Và hiện nay là số điểm cao nhất. Chúc mừng bạn. Và ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một phần rất là căng thẳng, tùy vào cảm xúc của mỗi người. Đó là phần giải lao. Trấn Thành xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Câu chuyện ngay sau đây là một câu chuyện về tình yêu. Nó nhẹ nhàng lắm, nhưng nó cũng nặng nề lắm. Cực kỳ khó khăn cho những người có ngoại hình không được đẹp. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hướng mắt về sân khấu và dành tràng pháo tay nồng nhiệt cho thí sinh Lộc Vượng. Cái điểm yếu của mình đó chính là thể lực. Càng về sau thì là cái sức của mình là càng bị đi xuống. Toàn thân của mình là đau mỏi hết. Một phút lơ là thôi là mình đã đá sai một quả và đau ở cái phần cổ chân bên phải. Chỉ cần là 15 phút và tập với cường độ rất cao của môn kickboxing và Muay Thái này, cảm giác là mình thở còn không thể nào thở nổi luôn. Nó mệt hơn rất là nhiều so với cả là những cái bài tập thông thường.
Điều lo sợ nhất của mình đó là mình sẽ chỉ giảm được đến một mức nào đấy rồi cơ thể của mình sẽ bị chững lại. Điều này sẽ làm mình là chia tay sớm chương trình. Hip hop mặc dù là sở trường của mình nhưng mà mình cũng là không mấy tự tin bởi vì là mình đã nghỉ nhảy mất là 6 năm rồi. Mình sẽ là vai Joker, một người điên. Harley Quinn là bác sĩ tâm lý chữa trị cho Joker. Joker đã tìm mọi cách để quyến rũ, làm cho là cô ấy là yêu Joker một cách là điên cuồng. Mục tiêu trong cái tuần này là mình phải thể hiện làm sao thật là rõ những cái động tác hip hop và làm tốt những cái động tác bưng bê để cho bài nhảy của mình thật là hay, và mình nghĩ là mình sẽ cố gắng chinh phục cả ba cái ban giám khảo. Các bạn thân mến, mối tình đặc biệt của Ngọc Anh và Lộc Vượng thưa quý vị. Tôi đoán không lầm thì đây là cái câu chuyện về mối tình của Joker và Harley Quinn đúng không? Vâng. À, nếu như quý vị và các bạn có xem cái bộ phim mà Biệt đội Cảm Tử, anh thích. Là cái cô này cô là bác sĩ tâm lý, cô đi chữa bệnh cho cái anh em bị tâm thần. Sau khi cô chữa một thời gian thì cô bệnh giống ảnh luôn, mà bệnh nặng hơn. Là hai người yêu nhau luôn. Và đúng là ở ngoài đời thì nó cũng như thế. Ừ. Nhưng lần sau thì em vẽ cái môi cho nó lợt lợt, bớt anh cho bấy nhầy cái môi người ta tội nghiệp. Xin mời anh Đàm, anh có vẻ rất thích thú với câu chuyện này. À, thích chứ. Thứ nhất là trang phục đẹp nè. Lời khen tiếp theo nữa là dành cho một giáo viên dạy vật lý mà có những cái bước nhảy thể hiện tất cả những gì đam mê nhất trong người mình. Thứ hai là cái cách diễn của các bạn á, nó điên và nó tới nơi tới chốn. Bạn cười, bạn đã trên cái điên của mình. Là các bạn đã làm cho người xem cảm thấy là cái nhân vật nó đi tới nơi tới chốn luôn. Mặc dù là cái nhạc của các bạn lúc mà lên cao trào đó, cái nhịp nó có một chút xíu lệch cho nên là lệch tí xíu thôi. Nhưng mà cái đó là tôi thấy là rất khó. Những người làm gần gũi với âm nhạc nhiều mỗi ngày như tôi còn cảm thấy khó nữa, huống hồ như một thí sinh như bạn. Cho nên là tôi cũng có thể cho phép mình lướt qua cái việc đó. Đây là một trong tiết mục cũng làm tôi phải chú ý rất là nhiều, rất đáng khen. Xin mời giám khảo ý nha Kỳ. Nếu anh Hương không nói thì Kỳ không hề biết anh là giáo viên vật lý. Thật sự trời luôn đất ơi, ha. Nói một câu với như là 1+1=2 vậy. Có nghĩa là ý Kỳ nói là không nghĩ anh là giáo viên. Đó, giống nói như nghe, là cái câu nó ngắn vậy thôi, nói chi dài dòng con kia trời. Nếu như Lý Nha Kỳ mà không nói ra tiếng Việt, mình cũng không biết Lý Nha Kỳ biết tiếng Việt đó. Đúng rồi. Mình cũng đang học tiếng Việt, giống chị Harry. Ồ, thông minh. Cũng biết chặt chén lắm. Vấn đề đây là Harry là người nước ngoài nói chuyện lơ lớ, còn Lý Nha Kỳ là người Việt, giọng cũng lơ lớ luôn, cũng lạ. Dạ người không? Việt, nhưng mà ở gian ở nước ngoài rất lâu. Dạ, ở một rồi. Năm mấy lần đó. Dạ, thật sự á, rằng là thường cái người giáo viên, đặc biệt là những cái môn vật lý, rất là nghiêm nghị, anh công nhận không? Thế môn nào cũng nghiêm nghị vậy? Có không?
Không thì nào. Trong xưa thầy ghét không anh phải. Lắm đúng không? Giáo viên là hình ảnh nó đạo mạo và nó như một bức tượng đài rất là phá vỡ. Mà bạn ấy rất là mạnh dạn. Cho màu hường mà kim tuyến mà full option mới ghê. À, đây là sở trường của em đúng không? Thì em có cái máu và cái chất của hip hop. Nhưng nó có một cái tổ hợp chính là nó hơi bị rối nha. Nhưng mà cái máu và cái chất nhảy thì em làm được. À, chỉ là một cái vấn đề nhỏ ở cái tổ hợp nhảy, anh thấy nó chưa đều lắm. Nhưng mà anh thích cái sự không bình thường và cái điên và cái ghê gớm và cái biến thái trong cái bài này. Thích style biến thái, nặng đô. Đã lắm anh. Anh ấy ở căng móng tay kìa, thấy chưa? Đó. Tôi đã nói rồi, dấu hiệu là rất rõ. Chừng 2 năm nữa thôi không. Rồi tự nhiên đột ngột chạy ra đường la lớn lên giữa trời. Rồi có một chiếc xe dừng lại đưa anh ấy vào trong đó ở luôn không ra nữa. Đó. Thấy chưa? Ừ, nó cũng không bình thường lắm thiệt. Dễ thương. Bây giờ chúng ta cho điểm nào. Xin mời anh Đàm. 8 điểm. Mời Lý Gia Kỳ. 7 điểm. Mời John. 7 điểm. Và điểm trung bình bạn nhận được từ giám khảo là 7,3 điểm. Bây giờ mời bạn tiến về bàn cân. Quý vị và các bạn có thể soạn tin nhắn BN khoảng cách 05 bên chọn cho Lộc Vượng. Cân nặng cũ là 92,1 kg. Cân nặng mới là 88 kg. Wow. Giảm được 4,1 kg, tương đương với 4,5%, cũng là chỉ số phần trăm cao nhất trong tuần này. Tổng điểm bạn nhận được là 11.8 điểm. Chúc mừng. Wow. Thưa quý vị, 5 thí sinh đầu tiên cho đến giờ phút này vượt bậc đáng kể so với tuần trước và lại càng tạo thêm áp lực cho những người sắp xuất hiện sau đây. Và hiện nay số điểm cao nhất cho đến giờ phút này thuộc về thí sinh Ngân An với tổng điểm là 13,2 điểm, và thí sinh thấp nhất là Văn Thao 11,3 điểm. Và thí sinh tiếp theo sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện về chủ đề của chương trình tuần này, đó là sức mạnh tiềm ẩn. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ thí sinh Thùy Trang. Tuần vừa qua là tập nhảy á, mệt vô cùng mệt, cái chân nó đau thì là đau, mà PT phải nói là trời dữ thiệt là dữ, không cho bỏ bất kỳ một vòng nào hết trơn á. Vừa nghỉ có vài giây lại bắt đầu động tác thể lực, nhảy lên quỳ xuống bốn chân rồi cứ nhảy lên, ráng đánh hết sức. Cái cơ lúc tối về thì nó bị giãn cơ, nó bị đau, leo lên giường không kịp rửa mặt hết, bò ra ngủ chèm bẹp luôn. Huấn luyện viên có nhận xét thể lực mình có, mình vẫn chưa tập hết sức của mình. Mẹ cứ ngày gọi điện thoại cũng mấy lần hỏi là ngày hôm nay ăn cái gì, con chịu nổi không, gán lên. Nói là mẹ yên tâm con làm được, không có gì hết trơn á. Nhưng mà lần nào cũng vừa cúp máy xong cái cũng khóc hết á. Nhớ mẹ ước gì á, quay sang ôm mẹ, nghĩ mẹ nhà ăn cơm có một mình à. Trang khẳng định rằng hip hop là sở đoản Trang cực kỳ yếu, vô cùng yếu. Động tác cứ dẻo, cứ uốn éo, chỉ có ở cái đầu với động tác ngực và tay thôi đó mà Trang phải tập hết cả một buổi sáng. Trang và bạn nhảy đã dựng một bài nhảy về một bà già và một tên trộm. Thông điệp muốn mang lại đó là gừng càng già càng cay.
câu chuyện về kẻ cấp gặp bà già, Thùy Trang và vũ công Mạnh Quyền. Thưa quý vị, sao sao miếu vậy? Tập bài này khó lắm mà sợ lâm buồn bài nhảy cho nên là trời ơi, tập khó sợ nhảy trật thầy buồn. Không sao đâu, mình là nghệ sĩ mà, cái không có cái gì hạnh phúc bằng ra sân khấu là phải làm hay hơn những cái gì mình tập. Tôi hiểu tâm cảm với bạn, nhưng mà chắc là quý vị thấy bài này ổn chứ đúng không quý vị? Với Nhã Kỳ rất là đồng cảm, mời bạn. Thấy em khóc chị muốn khóc theo, chị thấy thương quá. Để anh Hưng nói trước rồi để Kỳ thấy. Anh hiểu được cái sự lo sợ, chứ mừng nữa khi mà hoàn thành xong cái bài diễn của mình cũng có thể khóc được nữa. Thật sự là dễ thương lắm em. Cái xử lý cái giường đó, mà tụi em xoay chuyển một cách rất thông minh mà không hề bị gượng gập tí nào hết. Mặc dù nó không liên quan tới bước nhảy nhiều lắm. Nói chung là một sự tính toán rất là chặt chẽ trong cái bài thi này. Anh đánh giá cao, chúc mừng em. Còn John thì sao? Em nói hip hop không phải cái sở đoàn của em đúng không? Sở đoản. Sở đoản. Không phải sở trường. Ồ, sở trường. Hip hop không phải là sở trường của em, nó là cái sở đoản của em. Nhưng lúc nãy em làm rất tốt. Anh không tin là lúc em nhảy mấy cái tổ hợp em rất là thấp, mình phải xuống, mình phải ở dưới và thấp, em hiểu không? Có mấy lần nhiều bạn nhảy hip hop thì thẳng chân, thì lúc đó em đang ở dưới. Đó, như vậy, ý của em là ở đang dưới, xuống tấm. Đang xuống. Và quan trọng hơn cái thái độ của em lúc em nhảy, cái mặt, cái gương đúng mặt rồi. Nó rất là... Mình kêu cái đó bằng mặt thúi. Mặt gì? Nãy vô nói mặt gì? Mặt thúi. Cái gì? Sao cái mặt thúi là sao? Là tiếng Anh mình nói bằng stank face. Stank face, cái gì có cái mùi không mặt thúi là... Có nghĩa là, à trời ơi, để tôi dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt cho quý vị hiểu. Không phải có mặt xấu. Có nghĩa là cái mặt giống như là mình đang ngửi phải một cái mùi gì khó chịu. Đúng rồi. Mình nhăn mặt lại giống như đang nói bằng phạt phạt, tự nhiên nói cho mặt thúi. Mặt thúi. Nói thì nói cho hiểu. Hay nhất là Trấn Thành đã hiểu, đã dịch ra. Anh biết không, tuần lễ này chủ đề là sức mạnh. Tìm ảnh, em hiểu. Và cuối cùng anh chỉ muốn nói cái bài này tuyệt vời. Cảm ơn wow. em. Kỳ mời em, nói đi, cười hoài. Thực sự là chị chỉ là cái nhìn của một người nghệ sĩ. Chị nhìn thấy được trong nước mắt của em, trong những giọt mồ hôi của em là sự cố gắng. Và em đã chinh phục được người khó tính nhất đây nè. Cái người mà tiếng Việt phải dịch ra tiếng Việt, nhưng mà họ vẫn có thể nói được tiếng Việt rằng là em quá quá tốt, quá xuất sắc. Vì vậy nên chị không còn gì để nói nữa, là em tuyệt vời. Cảm ơn Lê Nha Kỳ rất nhiều. Và thưa quý vị, nếu như yêu thích tiết mục này, chúng ta soạn tin nhắn BN khoảng cách 06 gửi về tổng đài 8369 để bình chọn cho bạn Thùy Trang quý vị nhé. Và điểm số đến từ bạn giám khảo. Xin mời giám khảo John Huy Trần. Wow, 8 điểm. Một điểm số rất cao đến từ giám khảo John Huy Trần. Mời Lê Nha Kỳ. Wow, 8 luôn. Anh Đàm Vinh Hưng, 8 điểm. Vâng, điểm trung bình của bạn là 8. Và đây là phần quan trọng. Mời bạn tiến về bàn cân. Cân nặng cũ của bạn là 92,6kg. Cân nặng hiện tại là 89,4kg. Bạn giảm được 3,2 kg, tương đương với 3,5%. Tổng điểm 11.5. Chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo. Và đây là một nhân vật nam có trọng lượng cũng rất là đáng kể. Anh ta có cùng tên với quán quân của Bước Nhảy Ngàn Cân năm ngoái. Và liệu một nhân vật cùng tên với quán quân sẽ có chặng đường bao nhiêu xa đây? Mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ Thái Sơn. Thách của tuần này là kickboxing của Muay Thái. Từ những màn khởi động thôi đã thấy nó khắc nghiệt hơn những bộ môn khác rồi. Nó giúp các bạn giảm cân rất nhanh. Mình cảm giác sau một buổi tập xong bụng mình đã top đi chắc đến 3 cm vòng bụng luôn á. Chủ đề của tuần là sức mạnh tiềm ẩn. Chị Lịch đã biên đạo cho mình một bài và mình sẽ hóa thân vào một người bị một tai nạn rất nặng, hai chân không đi được. Chị Lịch sẽ đóng vai người đến xoa dịu và hỗ trợ giúp mình vượt qua được cái nghịch cảnh đó để có thể đi lại được trên chính đôi chân của mình. Câu chuyện này dựa trên một phần câu chuyện của mình ở ngoài, tức là nó không phải là bị tai nạn nhưng mà cũng là một phần mình béo lên. Mình không thể hoạt động được tất cả mọi thứ một cách trơn tru, thi đấu không được, đi dạy dỗ cũng rất là khó khăn.
Thì người giúp mình vượt qua được chuyện đó chính là bạn gái mình. Và những cảm xúc đó đã thúc đẩy bản thân mình cố gắng đi lên, đăng ký chương trình vượt qua thử thách. Skies are crying, I'm watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can break everything I am. Like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground. Like a skyscraper, like a skyscraper. Phạm Lịch và thí sinh của chúng ta, bạn Thái Sơn, thưa quý vị. Một câu chuyện rất là cảm động và đã làm cho tôi nhớ đến một cái bộ phim điện ảnh gần đây cũng gây được rất là nhiều xúc động. Đó là bộ phim Me Before You, kể về một anh chàng đang khỏe mạnh, đẹp trai thì gặp phải một cái tai nạn và anh ấy không đi được nữa, liệt nửa người. Cô này là cái cô giúp việc đến đây để khích lệ tinh thần cho anh ta. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta yêu thích câu chuyện này, chúng ta bình chọn ngay. Hãy nhắn tin nhắn là BN khoảng cách 07 và bình chọn cho tiết mục của Thái Sơn và Phạm Lịch cho quý vị. Xin mời John Huy Trần. Thì đúng, câu chuyện này nó rất là hay, cảm động và cái nhạc nó cũng hay. Khi khách biên của Phạm Lịch trong cái bài này cũng tốt, nhưng anh phải bỏ qua cái đó và xem cái động tác trong cái bài này. Anh không hiểu tại sao cái phần đầu em ngồi, thì nếu mà em đang ngồi, anh cần cái tay của em rõ và chắc và sạch hơn. Cái câu chuyện thì rất là ý nghĩa, nhưng mà cái phần thể hiện nếu mà nó không tới thì nó sẽ có một cái cảm giác như vậy nè. Giám khảo John Huy Trần đứng ở cương vị là giám khảo chuyên môn, nên ta sẽ đòi hỏi cao hơn. Chắc là Lý Nha Kỳ sẽ đơn giản hơn nhiều. Mới Kỳ. Có lẽ là anh John là chuyên môn nên anh lúc nào cũng phải đòi cái gì đó phải là hoàn hảo nhất. Sau hôm nay anh sẽ rút kinh nghiệm và mình sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà về mặt nội dung và câu chuyện thì là câu chuyện cảm động mà. Đúng rồi. Một câu chuyện rất cảm động, thể hiện được cái sự nghị lực cũng như cái tình yêu. Cái chiếc xe lăn và khuôn mặt anh cũng như cái hồn của anh làm Kỳ nhớ rất nhiều về bố. Tại bố Kỳ cũng ngồi xe lăn. Và Kỳ cảm động bởi vì mẹ Kỳ cũng chăm sóc, cũng tình yêu. Và Kỳ nghĩ rằng là bài này về mặt nội dung và biểu diễn, anh chinh phục được người ta. Chúc mừng anh, một bài nội dung rất hay, rất cảm xúc. Có nghĩa là bạn đã chinh phục được Lý Nha Kỳ ở phần hồn và chưa chinh phục được anh Sơn Huy ra ở phần xác. Còn anh Đàm Vĩnh Hưng thì sao ạ? Cả hồn, cả xác luôn nha. Cái cách mà các bạn kể một câu chuyện của chàng trai này nó rất là dễ thương, rất thuyết phục. Chỉ có một chút xíu lệch lạc khi mà nhịp của Sơn lại nhanh hơn của Lịch. Nó phải chính xác và cân bằng, đúng nhịp, đúng phách với lại partner của mình luôn. Thì nó sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, Hưng vẫn rất có cảm tình với bài thi này. Cái cách mà bạn diễn tới giờ chót hết nhạc rồi đi trong cái trạng thái khuỵu xuống như vậy, đó là cách giữ được cái cảm xúc cho người xem rất hay. Dạ, cảm ơn Lịch. Đôi khi chúng ta tập trung quá về phần cảm xúc á, cái đầu óc mình nó sẽ chi phối và nó khiến cho tay chân mình nó không có nghe lời mình nhiều. Thành thử ra lần sau bạn cũng nên rút kinh nghiệm trong cái phần này để làm sao mà mình vừa giữ được cái cảm xúc của nhân vật nhưng mà không quên đi cái phần điều khiển động tác của cơ thể bạn nhé. Đây sẽ là điểm số của bạn. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. 7 điểm. Mời Lý Nha Kỳ.
8 điểm và anh John Huy Trần 6 điểm. Số điểm trung bình của bạn từ qua giám khảo đó là 7 điểm. Chúc mừng bạn. Mời bạn tiến về bàn cân. Cân nặng cũ của bạn là 101,2 kg. Cân nặng hiện tại là 97,2 kg. Bạn giảm được 4 cân, tương đương với 4%, cũng rất là tốt. Tổng điểm 11 điểm, chúc mừng bạn. Như vậy là với số điểm 11, bạn Thái Sơn đã trở thành thí sinh thấp nhất bảng cho đến giờ phút này. Và hy vọng là bạn sẽ phải cố gắng hơn ở những tuần sau. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện về những ước mơ có thể xảy ra và trở thành hiện thực với một nhân vật huyền thoại trong các bộ phim điện ảnh của châu Âu. Thưa quý vị, nhân vật Wonder Woman với sự hóa thân của thí sinh Tố Tố. Trong cuộc đời đúng là ghét nhất là phải chạy. Chưa bao giờ mình có một cái cảm giác mà chạy mệt tới như vậy. Ở trong cái lòng nó nóng nè, rồi cảm giác là đau nè, mệt. Nhìn các bạn khác á, tập rất là hăng say nên là mình phải cố gắng thôi. Hồi trước tới giờ mình rất là lười tập thể dục và không thích tập thể dục. Những bài tập mà chưa bao giờ mình tập hết trơn á, đứng lên là cũng khó khăn nữa, chứ đừng nói là cái việc mà mình phải duy trì hàng ngày. Bản thân thì lúc nào cũng có một cái giới hạn hết, nên là khi mà mình cố gắng, mình đạt tới cái giới hạn và mình cố gắng thêm xíu nữa, mình vượt qua cái giới hạn thì là mình có thể khỏe hơn, không còn những cái suy nghĩ mà chán nản và bỏ cuộc nữa. Thể loại nhảy tuần này của mình đó chính là hip hop. Mình sẽ đưa cho khán giả thấy được một hình tượng siêu anh hùng rất nổi tiếng trong các rạp phim hiện nay. Nó thể hiện được là phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ, can đảm mà đồng thời có một nét quyến rũ không thể cưỡng lại được. Và mình mong là có thể thể hiện đúng cái chất hip hop mà đó là một cái thể loại là mình rất là yêu thích. Trong hình tượng Wonder Woman, Tố Tố và huấn luyện viên của mình Quang Đăng. Cưng quá, hôm nay là em lột xác luôn đó, nhảy rất là chắc chắn ha. Xin mời Lý Nha Kỳ, có vẻ là rất là thích thú. Thích, chị thích em ngay từ màn mở đầu, em đẹp lắm á. Trong cái chương trình này em là hot girl. Thiệt, bây giờ là em thấy là em có nét tương đồng với chị Nha Kỳ rồi đó. Em chỉ còn thiếu cái hột xoàn thôi là giống Lý Nha Kỳ nha cưng nha. Chị cho luôn. Cho em, luôn rồi. Em mà giờ đạt giải quán quân chị cho luôn. Bởi vì em đẹp. Đẹp, đẹp có quyền. Em đẹp mà nhảy tốt. Về mặt tổng thể là hay. Bài dựng hay. Thầy của em cũng đẹp trai nữa. Báo trước cho Kỳ biết thầy đẹp trai mà dai sức nữa. Vậy hả? Hồi nãy thấy khiên được bạn là biết rồi. Cảm ơn Kỳ. Thế còn anh Đàm anh thấy sao ạ? Để khen Quang Đăng đẹp trai, nhảy giỏi là một điều hết sức là thừa. À vậy hả? Anh John hơi phũ phàng, nhưng mà nãy em định là kêu anh là thầy em.
Nhưng mà thôi giờ em thích cậu kia hơn rồi. Chết rồi. Lấy đi. mà rất là thái độ á. Ừ. Lấy đi. Như người ta là đồ chơi, muốn lấy thì lấy. Quang Đăng chúc mừng em sắp sửa đeo được hộp xoàn. Nè, đừng có đặt để người ta đâu hết. Trái tim Quang Đăng đã thuộc về Tố Tố. Đúng rồi. Cất hết đi. Đúng rồi. Hộp xoàn chỉ là sao qua phù phiếm ở đây. Em nói làm sao? Em có nhường Quang Đăng cho Lý Gia Kỳ không? Nói. Dạ không. Không luôn. Chưa? Mời anh Đào. Chính vì cái bước nhảy của Quang Đăng nó quá xuất sắc, cho nên là dễ cho người xem thấy là cái sự chênh lệch. Nếu đang giảm bớt chút xíu nữa sẽ thấy là nó đồng đều hơn. Cái bài này ý tưởng thì có rất là hay, ngay cả cái rhyme quốc nó cũng đúng nhịp nữa, chỉ vào một vài chỗ thôi, nhỏ thôi, nó chưa có đã. Em phải làm sao mà tập cho nó thật là ngon lành và cỡ mình nó nhịp nhàng cùng với Quang Đăng á, điểm số sẽ rất là cao. John thì John có nghĩ giống anh Đàm không ạ? Đúng rồi. Ừ, vậy tôi khỏi nói. Ừ. Xong. Nói giỡn thôi. Rồi một ngày chị sẽ là bạn diễn nhảy với em. Yeah. Mùa năm sau chị sẽ đi thi, tại chị thấy hiệu quả quá à. Tại vì có một tuần mà cứ xuống 4kg vậy là chị xin 2 tuần thôi. Kỳ ơi, Kỳ cho bao nhiêu điểm? Có chút canh tị tại nãy cứ không nhường Đăng nè, giận cho điểm thấp ráng chịu nha. Trời ơi, 8 điểm. Có nghĩa là giận trò nhưng mà vẫn thương thầy nên nó bù qua đắp lại. Đúng rồi, đúng rồi. Madron. Kèo lắm. 7 điểm. Mời anh Đàm ạ. À. Tôi mà cho cái điểm số, mất công người ta nghĩ tôi giống bà Kỳ. Nên tôi phải quyết định là số 7 thôi. 7 điểm. Vâng, thưa quý vị, và điểm trung bình của bạn là 7,3. Mời bạn tiến về bàn cân. Ghét không? Thầy nắm tay trò yêu chưa? Cân nặng cũ của Tố Tố là 86,6kg. Và bây giờ là 83,3kg. Bạn giảm được 3kg. Số phần trăm là 3.8%. Và tổng điểm của Tố Tố nhận được cộng thêm 1 điểm của tuần trước nữa là 12.1 điểm. Wow. Chúc mừng bạn. Rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vài phút giải lao trước khi trở lại với thí sinh tiếp theo. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Quý vị và các bạn đang trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Và bây giờ sẽ là thí sinh thứ 9. Thành xin được nhắc lại là các bạn thí sinh mà càng diễn sâu, có nghĩa là cái sự giảm cân của các bạn ấy là thấp nhất so với những bạn còn lại. Vì vậy, càng diễn sâu sẽ càng áp lực. Và không biết là các bạn ấy sẽ thể hiện phần thi của mình như thế nào. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy quay trở lại chương trình với một bài về tình yêu và sự khát khao để giành được tình yêu của mình. Mặc dù cơ thể mình có ra sao, điều kiện mình có thế nào, cứ yêu trước đã. Hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón thí sinh Xuân Lộc. Hôm nay tập đánh võ thì mình cảm thấy mình theo bài rất là tốt. Hôm khám sức khỏe đầu tiên, bác sĩ có đo xương, nhưng duy nhất mình là không đo được xương vì mỡ dày. Bác sĩ khuyên mình phải giảm cân hơn nữa mới tìm thấy xương để đo được xương. Cái bộ phận mà gây khó khăn cho mình nhất chính là cái bụng của mình. Khi nhảy hip-hop, mình cứng cơ thể mình thì cái bụng của mình nó lại tiếp tục đung đưa, nên cái động tác của mình nó không ra được cái chất của hip-hop. Mình sẽ nỗ lực hơn trong việc chạy bộ, tập gym, tập nhảy, gập bụng, làm cho cái bụng mình nhỏ lại. Bản thân mình thì chưa bao giờ tiếp xúc với thể loại hip hop. Đến khi mà được giao cho thể loại hip hop thì tâm trạng của mình vô cùng hoang mang. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức có thể để hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Trong lòng như cuồng quay từng ngày ngọt ngào mê say, yeah. Em cho hồn tôi mộng mơ dại khờ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần ngỡ từ đâu rơi xuống, giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy, lòng ngập tràn bóng hình em. Đừng vội đi, hãy đến bên anh này để cho anh được hoàn toàn nhìn ta, được làm quen, nói với em bao điều rằng trái.
thương cho Xuân Lộc và Hải Anh thưa quý vị. Em quá thông minh Hải Anh, dàn dựng thông minh quá. Chúng ta nói một tí về y học. Có một cái máy đo chỉ số loãng xương thì chúng ta sẽ biết được là cái chỉ số canxi trong cơ thể mình là bao nhiêu. Cái máy đó nó phải đi xuyên qua một cái lớp mỡ thì nó mới tới được cái xương bên trong. Trong cái quá trình cái máy nó đi qua lớp mỡ của Xuân Lộc thì cái máy nó bị vô hiệu hóa. Cái này tôi nói nghiêm túc là Xuân Lộc là thí sinh có lớp mỡ dày nhất cuộc thi. Dày đến mức độ là máy đo loãng xương không đo được. Thành thử ra là bạn là thuộc cái style mỡ dày mà cứng. Thành thử ra rất khó khăn trong việc di chuyển và tạo động tác. Bạn ấy cũng là một trong thí sinh nặng ký nhất cuộc thi năm nay. Xin mời giám khảo Lý Nha Kỳ. Thôi chuyên môn chị dành cho anh John đóng vai ác. Chị dễ thương thôi, thân thiện. Khi mà chị coi, chị cũng nhún nhảy và chị ước gì mình có thể là trở về tin. Bởi vì nếu mà chị trở về tin chắc nhiều khi chị thích cái tình yêu dễ thương, lãng mạn. Chị mà là tin nhiều khi chị thương em đó. Lộc ơi, một ngày nào đó nếu như em vào phòng gym, em thấy một cô gái, người đó là Lý Nha Kỳ, liệu em có theo đuổi không? Dạ có. Cho anh biết lý do. Tại vì chị Kỳ đẹp. Đúng, đẹp có quyền thưa quý vị. Xin mời anh Đàm ạ. Thương hiểu được cái tình cảm của Trấn Thành dành cho các thí sinh. Nhưng khi mà mình bước vào cuộc chơi này rồi đó, mình không có bất kỳ một lý do gì hết ngoài cái lòng đam mê muốn thể hiện và muốn giảm cân. Ai cũng có lý do hết, ai cũng mệt, ai cũng tập rất là cực khổ. Người này không đo được loãng xương thì người cũng có thể nói là tôi bị tim, bị huyết áp. Mình không nên đặt cái đó làm cái rào cản cái sự phấn đấu của mình em ạ. Với cái thể loại hip hop này đó, là nó yêu cầu cái người chơi dùng hết tất cả mọi cái hoạt động trên cơ thể của mình và nhất là tay. Và trong cái bài thi này hôm nay của em á, cái phần tay nó hơi bị thừa thải. Chính xác. Rồi là không cần nói nữa. Từ đầu đến đó, chính xác. Thank you anh. Rồi, khỏi sorry, cần sorry. Đó. Rất giỏi anh Đặng Minh Hương ơi. Mấy cái câu chuyện là anh Chánh Thành cũng thương và chia sẻ. Mà em không biết cái cách để nói để cho nó nghe đẹp như anh. Nếu mà em nói chắc nó nghe rất là nặng. Cái thế mạnh trong cái bài này, như chị Kỳ Kỳ nói là cái dễ thương, cái ngọt ngào. Nhưng mà cái cơ thể của em nó không có phù hợp với hip hop. Và cái bùng nổ, explosion, bùng nổ, yeah, cái máu, cái lửa là rất là thiếu trong cái bài này. Cái điểm mạnh trong cái bài này là cái ý tưởng. Vậy thôi. Không sao em ạ, vòng này mình thấy không ổn thì vòng sau mình chuyển qua thể loại khác. Anh rất là hy vọng em xuống ký. Đúng rồi, nhiều. Em hiểu không? Thoải mái thôi. Mình phải chinh phục mọi người. Và bây giờ là điểm số. Xin mời Lý Nha Kỳ. Yeah. 7 điểm. Mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 6 điểm. Dùng mấy nhân kế rồi. Rồi John đi John. Em đang rất là sai nha. John nói rất là rõ ràng đó. Ở đây có Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng không biết xài để làm cái gì. Mà Lý Nha Kỳ phải ra tay. Tôi chưa từng thấy giám khảo nào mồi chài luôn tại sân khấu. Khủng khiếp thiệt. Tức quá. Tức quá mà. Cho tinh thần động viên. Trời ơi ông này đúng là ông giang. 5 điểm. Thưa quý vị, tôi tin chắc điều này là mặc dù điểm số bạn hôm nay nhận được không cao, nhưng mà tôi tin chắc là bạn là người có quyết tâm cao. Và đặc biệt hơn hết, bạn có một huấn luyện viên rất có tâm là Hải Anh. Thành thử ra, tôi tin chắc tuần sau bạn sẽ khác. Đúng không? Bây giờ phóng lên cân cho mọi người hết hồn chơi. Mời cân. Thưa quý vị, điểm trung bình của ban giám khảo là 6 điểm. Cân nặng ban đầu của bạn là 117 kg. Cân nặng hiện tại là 113,2 kg. Giảm được 3,8 kg, nhận được 3,2%. Và tổng điểm là 9,2, là con số thấp nhất cho đến thời điểm này. Cố gắng lên lần sau em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Thưa quý vị, còn Nga Nguyễn, Ngọc Khánh và Thanh Hoài là ba thí sinh có số lượng giảm cân thấp nhất so với các thí sinh còn lại trong tuần lễ này. Như vậy thì ai sẽ biểu diễn tiếp theo ngay sau đây? Và đó là Nga Nguyễn thưa quý vị. Thì mình biết là thử thách tuần này chính là kickboxing và Muay Thái thì rất là sung sướng và hồi hộp. Trước đây thì tay của Nga khá là yếu, gần như là tay chỉ dùng để vẽ thôi. Và hôm nay là được tập boxing mà dùng tay rất là nhiều, thì từ bắt đầu từ sống cổ cho đến hết ngón tay giữa nó chạy xuống, mỏi nhừ.
Những cái bài tập bình thường thì cái cường độ nó không thể lớn bằng cái kickboxing và Muay Thái được. Hàng ngày mình vẫn luôn ép bản thân là phải hết mình, phải hết sức. Khi nào mà hai chân không đứng được nữa thì mình mới dừng lại. Thật sự thì cái buổi kickboxing và Muay Thái là một trong những trải nghiệm nhớ mãi trong cuộc đời này. Cơ thể của Nga thì cái tay của Nga khá là yếu, nên là có những cái động tác mà bê vác mình rất là ngại, khi mà sợ làm cho Hải bị ngã mà mình không giữ được. Mình nghĩ rằng là mình sẽ phải cố gắng hơn nữa. Cái câu chuyện trong cái bài nhảy này kể về hai thằng ăn trộm mà đi đột nhập vào một tư gia. Mình mập quá mình không có thoát ra được, tên trộm béo đã bị nhốt lại. Cái bài nhảy của Nga vẫn muốn truyền tải đến cho tất cả mọi người là sức mạnh của công lý sẽ luôn luôn là cái thứ định hướng tốt nhất cho tất cả mọi giá trị của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy soạn tin nhắn để bình chọn cho tiết mục này. Cú pháp là BN khoảng cách 10 và gửi về tổng đài 8369 quý vị nhé. Và tôi thấy anh John hình như có vẻ không ổn cho tiết mục này lắm thì phải. Nó rất là vui và nó hay nếu mình đang diễn cho trẻ con. Tuần này là hip hop nè. Trong cái bài này anh thấy có khoảng 10% cái bài này là hip hop. Anh hụt hẫng về cái bài này, anh mong muốn nhiều hơn. Có nghĩa là John thích xem nhảy nhiều hơn. Nhảy nhiều hơn là diễn. Thì anh biết em nhảy được. Đó anh thấy hơi bị uổng. Thế còn Lý Nha Kỳ thì sao? Thật là chị cũng không thích cái bài này lắm. Trời em kỳ quá. Chị bóp cổ lại đi. Thật sự rằng là ở góc độ là người xem đi nữa thì em chưa chuyển tải được đúng cái nội dung câu chuyện mà em muốn nói. Giống như em ở đây là bắt cướp này nọ thì chị cứ nhìn tưởng như là hai chị em chơi với nhau, đùa giỡn này nọ. Chị hy vọng tập sau. Cảm ơn Nhã Kỳ đã luôn nói sự thật và cũng như là trung thành với cái cảm xúc của mình. Anh Đàm thì sao ạ? Cái ý tưởng của các bạn á, thật sự nó chưa được kể đúng cách 100%. Ví dụ như Nga, em cười quá nhiều. Cái nhân vật của em không cần không cười. Thứ hai là Nga có hai điểm bị lúng túng. Phải chờ mình rút kinh nghiệm để mình làm bài sau tốt hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn hai em. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét chân thành và chi tiết của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Mời John cho điểm. 5. Mời Lý Nha Kỳ. 6. Mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 6. Điểm trung bình đến từ giám khảo là 5,7. Mời bạn tiến về bàn cân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể bình chọn cho tiết mục này BN khoảng cách 10 và gửi về tổng đài 8369. Cân nặng ban đầu của bạn là 84kg. Tuần này nó trở thành 81,4kg. Và bạn xuống được 2,6kg, tương đương với 3.1%. Và tổng điểm bạn nhận được là 8,8 điểm. Đây là số điểm thấp nhất cho đến thời điểm hiện tại. Hai thí sinh còn lại cũng là nằm trong diện giảm cân kém nhất.
Và dĩ nhiên nếu các bạn ấy muốn vượt qua thì các bạn ấy phải nhảy thật là giỏi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn của Ngọc Khánh. Từ phòng thi trước thì mình đã bị chấn thương về chân rồi, rất là đau. Bài tập của huấn luyện viên rất là nhanh, ép cái thể lực Khánh. Lúc đó cái khuôn mặt của mình không còn cảm xúc nữa, cứ đơ như vậy. Huấn luyện viên nói là Khánh hơi lơ là tập luyện, không biết nói sao luôn, rất là buồn. Yếu điểm nhất của mình đó là về vấn đề ăn uống. Trước khi mà bước vào nhà chung thì Khánh ăn rất là nhiều. Bước vào tới nhà chung thì ăn một ngày 3 bữa rồi phải ăn lạc, không có béo gì hết trơn. Rất là đói, cồn cào, rất là mệt mỏi, muốn cáu với tất cả mọi thứ. Thành ra vào đây đêm đầu tiên, đêm thứ hai, đêm thứ ba vẫn không có thể nào ngủ được. 5 giờ rưỡi phải dậy để tập thể dục, hai mắt cứ ríu và buồn ngủ rất là nhiều. Chỉ muốn là kiếm chỗ nào trốn được, trốn vô ngủ một chút. Chung một phòng với Văn Thao, Thao thì ngủ rất là nhanh. Vừa mới đặt mông xuống, 3 giây sau là lên tiếng ngáy liền. Cả phòng bừng tỉnh. Hip hop là một cái thể loại mà theo Khánh là rất là khó. Người nặng nề như thế này thì không thể nào mà ngáy. Cái khó nhất là cái bưng bê. Nhiều khi sợ lỡ chị Mến làm sao chắc mình ăn hẳn cả đời luôn. Tuần trước là người cao điểm nhất và bây giờ phải làm sao cho thật tốt để cho anh Johnny không phải thất vọng và mọi người vẫn yêu quý Khánh. Cho cả thí sinh và huấn luyện viên, thưa quý vị. Thế này mới là dàn dựng một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Huỳnh Mến. Yeah, yeah. Và thí sinh của chúng ta, thưa quý vị, bạn Ngọc Khánh. Đến Nha Kỳ, chắc là nhiều cảm xúc lắm. Mời bạn. Khen cho Mến, một cô giáo rất giỏi, dựng một bài rất hay, rất dễ thương. Nếu như bất cứ một cô gái nào mà gặp một cái chú kinh công vậy cũng phải yêu. Nếu mà là thí sinh mà mới có những tập đầu nhảy lại là quá tốt. Với một cái chỉ số cân nặng là 105kg chứ không phải nhỏ, một cái khối lượng như vậy mà để em nhảy được vậy rất rất hay, chị rất thích. Chắc chắn là Lý Nha Kỳ sẽ trở lại với bước nhân hàng cân chứ đúng không ạ? Chắc chắn là như vậy. Hồi nãy á, tôi thấy có một cái điểm nhấn dễ thương quá. Thay vì phải nhảy, phải làm đủ thứ chuyện, không cần làm gì. Hai người nhìn nhau và động tác đi. Xuất sắc chưa? Chỉ như vậy thôi mà gây một hiệu ứng cực kỳ xuất sắc. Dễ, cái mặt cũng hay. Không, đi. Cái cặp mắt giao nhau. Cưng muốn xỉu, mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ.
Quá tuyệt vời. Cảm ơn Huỳnh Mến đã mang lại một không khí rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay bạn hóa thân trở thành một người yêu của một chú King Kong trong bộ phim rất nổi tiếng của thế giới. Kể cả cái nhân vật mà bạn Khánh thể hiện vậy nữa. Từng cái ánh mắt của em, cái cơ mặt của em thể hiện nó đúng theo giai đoạn và tâm lý. Tức giận ra sao, em gào thét gầm rú ra sao, và em hạnh phúc với người yêu, và em nhìn cái người yêu một cái tội nghiệp đáng thương ra sao, nó thể hiện rất là tròn trịa. Nếu như mà được phép, anh phải cho cái bài này điểm 10. Ngay cả bưng bê và động tác vô cùng nguy hiểm, rất nguy hiểm, cái camera nhá, mà không biết tránh và em cũng không kiểm soát được thì cái rất dễ đập nguyên cái đầu của chị Huỳnh Mến vào trong cái camera. Rất là dễ sợ, tích tắc thôi. Cái này phải nói là một trong những cái khoảnh khắc gọi là thăng hoa. Mà thưa quý vị, phải nói là nếu như quý vị để ý cái động tác cuối ấy, là Mến ngồi hẳn ở trên cái vai của bạn ấy. Mà nếu mà cái người phụ nữ không tin người đàn ông, không giao hết cái cơ thể mình cho anh ta thì chỉ cần chao đảo một cái là ngã ngay, mà từ độ cao nó rớt xuống thì chấn thương sẽ rất là cao. Không, cô giáo này ra là Kỳ tin là sẽ không bất cứ một cái gì xảy ra. Không thấy cái sự chênh lệch giữa người giỏi với lại thí sinh. Cái hay là hay chỗ đó đó, đúng không? Đúng rồi. Đó. Mời cho anh. Mến, em có một cái phong cách dựng bài riêng. Là anh xem cái bài nào thì anh sao anh biết liền, đây là Mến. Em dựng cái bài này theo cái phong cách của em. Nhưng em tìm hiểu về cái thế mạnh của Khánh. Làm cho Khánh nhìn tốt, mạnh và nổi trong cái bài này. Đó là một cái sự thông minh. Nhớ điểm cao nha. Yên tâm. Và cái bài này không có đơn giản, nó không có dễ, nó rất khó động tác, nó rất là khó về cái cách diễn. Cái bài này nó rất là ăn nhịp. Cái nhân vật của em nó cũng rõ ràng trong cái động tác. Đó là một cái phức tạp. Nói chung là cái bài này, vở này hay. Hay. Thí sinh cũng hay mà huấn luyện viên cũng giỏi. Yes. Và bây giờ chúng ta phải giấu cái số điểm của bạn đi. Cái đoạn mà quý vị muốn biết nhất là chúng tôi giấu đi. Để làm chi? Cuối chương trình chúng tôi mới công bố. Để cho bạn cũng hồi hộp lo lắng, cô Mến cũng lo lắng chút xíu. Bây giờ quan trọng nè, mời bạn phóng lên cân. Cẩn thận nhẹ nhàng nha. Bạn Ngọc Khánh, cân nặng cũ là 105,7kg. Cân nặng hiện tại là 102,6kg. Bạn xuống được 3,1 kg. Điểm giảm cân của bạn là 2,9%. Và bạn được nhận 1 điểm cộng của tuần trước, bởi vì là một trong 3 thí sinh xuất sắc nhất tuần trước. Liệu cái điểm số đó có giúp được bạn hay không? Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, và bây giờ thí sinh cuối cùng, thí sinh Thanh Hoài. Bản thân mình thì hồi giờ rất là ít vận động, cho nên là khi mà mình chạy như vậy á, mình cảm thấy tay chân rất là đau và rã rời. Lúc đó mình cảm thấy rất là mệt, nhịp tim mình tăng lên rất là nhanh. Cái chân của mình trước đây á, ít phải vận động, vô trong đây á, phải tập luyện với cường độ rất là nhiều. Mở mắt ra là chạy bộ, tiếp tục lại tập gym, đến tối mệt mới về. Vốn gì ở nhà mình là con một nên mình cũng được cưng chiều rất là nhiều. Da của mình thì vốn gì nó rất là mỏng, và cái phần mà mang dây và chạy bộ liên tục như vậy nó cứ bị ma sát, và hai cái lòng bàn chân của mình nó bị bỏng và nó nổi nước lên hết. Hồi giờ mà cái chuyện gì bạn mình đều lo lắng hết, nhưng mà vô trong đây thì bản thân mình cảm thấy rất là tủi thân. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại thì đây cũng là cái giá nuông chiều bản thân quá nhiều. Nhiều khi cảm thấy rất là muốn bỏ cuộc, nhưng mà cứ động viên là phải cố gắng, cố gắng. Trong cái bài nhảy này, Hoài sẽ đóng vai là Baymax, một cái con robot. Gia Bảo thì sẽ là một cậu bé hay bị chán trường, và từ khi xuất hiện cái chú robot này làm bạn thì cậu bé trở nên yêu đời, vui vẻ hẳn lên. Khi có những người bạn mà bên cạnh mình yêu thương mình thì sẽ làm cho cuộc sống của mình cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa hơn.
might as well just get started. Thanh Hoài và huấn luyện viên Gia Bảo, thưa quý vị, dễ thương quá. Nếu như quý vị là tín đồ của phim hoạt hình thì chắc không thể không nhận ra đây là nhân vật Baymax, một chú người máy bằng hơi truyền năng lượng, mang đến cái sự cảm hứng cho cái người chủ tự kỷ của mình và cho anh ta cái niềm vui trong cuộc sống. Và xin mời giám khảo Lý Nhã Kỳ. Chị không biết là có phải là do em diễn cuối cùng và em nhìn áp lực không? Bởi vì chị nhìn thấy em chưa toát ra được là chính mình. Em vẫn còn bị hoang mang, em thiếu tập trung. Em hóa trang này đã rất là giống Baymax trong phim hoạt hình, nhưng mà về diễn xuất và động tác thì chưa rõ ràng. Chị hy vọng nếu có được cái cơ hội trong tập này mà em đi tiếp, em phải làm tốt hơn. Mời John. Em nói đúng, chính xác luôn. Gia Bảo cũng chọn mấy cái động tác phù hợp với em, nhỏ và chắc. Nhưng nếu mà em làm mấy cái động tác như vậy, em phải làm hết sức. Lúc nãy nó bị nhẹ nhẹ quá, chưa cảm nhận cái sự bùng nổ trong cái bài này nhá. Xin cảm ơn John. Mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Em biết không, vòng nào cũng là vòng nguy hiểm hết, nhất là mình nằm ở vị trí giảm cân ít nữa thì cần phải đưa ra những cái bài thi tốt nhất. Tuần sau phải tự leo qua bức tường đó, có những bài thi tốt hơn nữa thì khán giả và giám khảo nhìn thấy được cái sự thay đổi khác biệt của tụi em mỗi một tuần. Tại vì không ai biết mình sẽ ra đi lúc nào cả. Tụi em phải làm được hai cái yếu tố, giảm cân và bài diễn thật tốt thì mới có thể cứu được. Một trong hai cái nào yếu nó cũng đều bị rất nguy hiểm cho tụi em cả nha. Xin cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi phần cân nặng của bạn. Xin mời bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đây là thí sinh có chỉ số giảm cân thấp nhất tuần qua. Cân nặng cũ là 99,8 kg. Cân nặng hiện tại là 97,6 kg. Và bạn giảm được 2,2 kg. Và nhận được 2,2%. Liệu thí sinh nào sẽ là thí sinh phải chia tay với chương trình tuần này đây? Bởi vì người nhận số điểm thấp nhất sẽ giả từ cuộc thi. Và quý vị khán giả đừng quên dự đoán xem tiết mục nào sẽ được giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất của tuần bằng cách soạn tin nhắn BN khoảng cách, mã số, thứ tự trình diễn của tiết mục đó gửi về tổng đài 8369 và quý vị sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng 10 triệu đồng đến từ chương trình. Và ngay bây giờ sẽ là phần công bố kết quả. Chúng tôi xin mời Thanh Hoài, Ngọc Khánh và Nga Nguyễn trở lại sân khấu. Quý vị và các bạn thân mến, đây là ba thí sinh hiện nay đang nằm trong top nguy hiểm. Và Nga Nguyễn, tổng số điểm của bạn có được hiện nay là 8,8. Ngọc Khánh, số điểm từ việc giảm cân của bạn là 2,9. Cộng với một điểm của tuần trước là 3,9. Thanh Hoài thì chỉ được 2,2 mà thôi. Bây giờ tất cả sẽ phụ thuộc vào sự cho điểm và quyết định của ban giám khảo. Thí sinh có được tổng điểm thấp nhất trong tuần lễ này sẽ chia tay với chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cho điểm dành cho thí sinh Ngọc Khánh. Mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. Giám khảo Lý Nhã Kỳ. 9 điểm. Và giám khảo Trần Huy Trần. 9 điểm. Đây là ba con 9 đầu tiên cho đến giờ phút này, thưa quý vị. Điểm trung bình từ giám khảo là 9, cộng với 3,9, tổng của bạn là 12,9. Chúc mừng bạn! Đây là rõ ràng là kỹ thuật bù vào cái phần cân nặng. Vì vậy, lần này bạn an toàn. Mời bạn trở về vị trí. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là câu chuyện của một người thiết kế nội thất và một người sắp sửa làm cô dâu. Như vậy thì ai sẽ là thí sinh phải chia tay với chương trình ở tuần lễ thứ hai này? Chúng tôi xin mời điểm số của thí sinh Thanh Hoài đến từ giám khảo John Huy Trần. 6 điểm.
giám khảo Lý Nhã Kỳ. 7 điểm. Và giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 6 điểm. Điểm trung bình của bạn đến từ giám khảo là 6.3. Bạn được 8.5 điểm. Bạn là thí sinh phải chia tay với Bước Ngang Ngàn Cân ở tuần thứ hai này. Chúc mừng An Nguyễn. Và Thành nghĩ rằng là đây chỉ là một cái bước dừng lại để bạn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Bởi vì bạn sắp sửa có một niềm vui mà tôi nghĩ là bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được. Đó là niềm vui đến từ một người đàn ông sẽ mang đến cho mình hạnh phúc dài lâu. Đó là niềm vui của hôn nhân. Chúng ta hãy động viên tinh thần bạn ấy bằng một tràng vỗ tay được không ạ? Rồi trong đây phải tập luyện với cường độ rất là nhiều. Mở mắt ra là chạy bộ, tiếp tục lại tập riêng, đến tối mình mới về. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại thì đây cũng là cái giá luôn chiều bản thân quá nhiều. Nhiều khi cảm thấy rất là muốn bỏ cuộc, nhưng mà cứ động viên là phải cố gắng, cố gắng. Đây chỉ là một cái bước dừng lại để bạn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Bởi vì bạn sắp sửa có một niềm vui mà tôi nghĩ là bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được. Đó là niềm vui của hôn nhân. Lời đầu tiên là em xin gửi lời cảm ơn tới ban giám khảo. Tiếp theo là em xin cảm ơn chương trình đã tạo ra một cái sân chơi cho những người mà có những cái ngoại hình như em. Và đặc biệt nhất là em muốn gửi lời cảm ơn tới người bạn đồng hành của em là Gia Bảo. Cảm ơn Bảo là luôn luôn hỗ trợ chị. Và chị yêu em rất là nhiều. Và em mong những bạn thí sinh còn lại sẽ tiếp tục thành công trên cái việc giảm cân, cũng giống như là thêm cái kỹ năng về nhảy múa của mình. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Thanh Hoài đã đến với cuộc thi của chúng ta và chia tay trong sự yêu thương của mọi người. Và thưa quý vị, chương trình đến đây là khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Bước Ngang Ngàn Cân Dance Fade Off. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau trên VTV3. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.